tiếp theo là lốt cuốn với thịt, đây là ẩm thực món của Việt Nam nhé. Đúng cho chảy quá. Đây cũng có là lốt này, là hành tây, hành cắt vào hành này, thịt mờ đặc nhạt. Thấy ngon chưa? Đó. Cũng cái tạt tạt tỉ luôn. Thịt lão dâu này. Món ăn dân dân thôi. Ăn gì không? Đúng đây là từ từ trong ăn cái món cánh đâu cả đây này. Cảm ơn đâu có phải nó có là từ đâu hết đấy, là chỉ có mua thịt thôi, nhém từ nào hết. Mình môi bạn nó ngon đấy. Nhưng mà mình cũng nhìn lũ á. Bà không gì. Anh những cái món này bà không. Nó lột này ra cuộn. Cái này không bòi rốt thơm đó rồi. Tôi nó thơm lắm chứ. Nó phải cắt tôi ngon, tôi cũng đóng luôn. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Đó là tất cả các loại những đều trộn nó ngon đó, thơm. Đây con cải muối này, cải đây là xong rồi vừa hai loại, hai thầu hai loại. Chiều mai thì chín, đây là bếp ăn của nông dân. Đây là bao cải mà mình bao cải và lấy kẹo cắt lên dai anh. Tải ở đây hấm lại như thế này, ăn gì ăn như thế này. Nồi chiên không dâu
28. Thì làm lý nữa là được ha.